Này các thiên tử, hoặc trơn như của nhãn xứ, hoặc trơn như của trí nhất thiết trí, hoặc trơn như của tất cả pháp, đều là một trơn như, không hai, không khác, cũng không cùng tận, hoặc trơn như của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, hoặc trơn như của trí nhất thiết trí, hoặc trơn như của tất cả pháp, đều là một trơn như, không hai, không khác, cũng không cùng tận. Này các thiên tử, hoặc trơn như của sắc xứ, hoặc trơn như của trí nhất thiết trí, hoặc trơn như của tất cả pháp, đều là một trơn như, không hai, không khác, cũng không cùng tận, hoặc trơn như của thanh hương vị xúc pháp xứ, hoặc trơn như của trí nhất thiết trí, hoặc trơn như của tất cả pháp, đều là một trơn như, không hai, không khác, cũng không cùng tận. Này các thiên tử, hoặc trơn như của nhãn giới, hoặc trơn như của trí nhất thiết trí, hoặc trơn như của tất cả pháp, đều là một trơn như, không hai, không khác, cũng không cùng tận, hoặc trơn như của nhĩ tĩ thể thân ý giới, hoặc trơn như của trí nhất thiết trí, hoặc trơn như của tất cả pháp, đều là một trơn như, không hai, không khác, cũng không cùng tận. Này các thiên tử, hoặc trơn như của sắc giới, hoặc trơn như của trí nhất thiết trí, hoặc trơn như của tất cả pháp, đều là một trơn như, không hai, không khác, cũng không cùng tận, hoặc trơn như của thanh hương vị xúc pháp giới, hoặc trơn như của trí nhất thiết trí, hoặc trơn như của tất cả pháp, đều là một trơn như, không hai, không khác, cũng không cùng tận. Này các thiên tử, hoặc trơn như của nhãn thức giới, hoặc trơn như của trí nhất thiết trí, hoặc trơn như của tất cả pháp, đều là một trơn như, không hai, không khác, cũng không cùng tận, hoặc trơn như của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới, hoặc trơn như của trí nhất thiết trí, hoặc trơn như của tất cả pháp, đều là một trơn như, không hai, không khác, cũng không cùng tận. Này các thiên tử, hoặc trơn như của nhãn xúc, hoặc trơn như của trí nhất thiết trí, hoặc trơn như của tất cả pháp, đều là một trơn như, không hai, không khác, cũng không cùng tận, hoặc trơn như của nhĩ tĩ thể thân ý xúc, hoặc trơn như của trí nhất thiết trí, hoặc trơn như của tất cả pháp, đều là một trơn như, không hai, không khác, cũng không cùng tận. Này các thiên tử, hoặc trơn như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, hoặc trơn như của trí nhất thiết trí, hoặc trơn như của tất cả pháp, đều là một trơn như, không hai, không khác, cũng không cùng tận, hoặc trơn như của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc trơn như của trí nhất thiết trí, hoặc trơn như của tất cả pháp, đều là một trơn như, không hai, không khác, cũng không cùng tận.